Tử Vi Việt Nam kính chào các bạn và đương số mã số 1088. Đây là một bạn nữ viết thư cho thầy Tử Vi Việt Nam, có nói rằng là muốn nhờ anh chị xem kỹ giúp về đường tình duyên. Em lận đận quá, mẹ chỉ nhớ sinh gần sáng, em cung cấp một số dữ liệu để anh chị kiểm tra nhé. Thứ nhất là năm 2001 từ quê xuống Hà Nội học, năm 2002 bố mất, rồi năm 2003 thi đỗ đại học, tốt nghiệp và đi làm luôn tại ngân hàng, và trải qua mấy mối tình và không đâu vào đâu cả. Đây là một lá số mà gần sáng thì dự kiến sẽ là giờ của đương số, chính là giờ Dần. Thế thì đây là lá mà cái giờ mà đương số cung cấp cho thầy Tử Vi Việt Nam, và luận giải dựa trên cái cung cấp thông tin cung cấp thì thứ nhất là năm bạn 2002 ấy, là cách đây đã 14 năm rồi, thì bạn đã là 32 mà trừ đi 14, bạn lúc đấy là 18 tuổi âm, thì chúng ta luận giải này 18 đấy, 14 này, 15, 16, 17, 18 đây. Cái năm đấy là cái năm mà có rất nhiều sao xấu nhá. Lưu Tăng Môn Chiếu này, Quan Phủ Thiên Đình, Cô Thần Kiếp Sát Thiên Không, Đà La Hóa Kỵ là những cái sao cực xấu nằm ở cung này. Nó diễn ra là bạn có sao Tăng Môn. Đấy. Rồi cái năm tiếp theo nữa là 2003 thì bạn đỗ đại học, bởi vì bạn có cái sao Hóa Khoa này. Đấy. Và tham lam bắt đầu, thì là cái sao mà bạn sẽ đỗ đạt về đại học. Rồi cái nữa là cái lá số của bạn thì bạn nói rằng là bạn rất là lận đận về mặt tình duyên. Và đấy là trong lá số này thì sao cung cha của bạn là sao Thái Dương, là nằm ngay cung Tuất Ách, nên là bệnh tật, rồi đại hao gặp sao Tử này, nên là số sẽ mất sớm. Thì đây là cái lá số của bạn sinh vào giờ Dần, giờ Bính Dần là rất chính xác. Và bạn sinh ra giờ Dần nên là bản mệnh của bạn là Hải Trung Kim, và cục của bạn là Kim Tứ Cục, và nữ sinh giờ Dần như bạn là cung mệnh đóng tại cung âm, mệnh thiên tướng cung âm là âm dương thuận lý. Thì đấy là cái điều may mắn của bạn. Và cái cung cục thì Kim Tứ Cục và mệnh bản mệnh Hải Trung Kim, nên là cục hòa bản mệnh về ngũ hành thì bạn hòa nhau. Thì đây là một lá số mà tử vi mà quan trọng nhất của bạn. Bây giờ các thầy sẽ phân tích cái phần đường tình duyên rồi công việc của bạn. Thứ nhất là mệnh bạn có sao thiên tướng, nữ có sao thiên tướng, chắc chắn bạn cũng là một người phụ nữ tương đối xinh đẹp đó. Và bạn lại có thanh long nữa, thanh long thủ mệnh cũng là người sinh, cả phù nữ bật chiếu mệnh một người tự thân lập nghiệp, bạn rất chủ động. Rồi long trì phượng các hoa cái là tứ linh chiếu mệnh, cũng nói rằng là bạn được thánh độ và cũng rất là xinh gái. Nhưng rất tiếc là thiên tướng mà gặp hỏa tinh thì rất là nóng tính. Đấy, rất nóng tính, tương đối là người nóng tính, làm gì cũng hơi vội vã. Rồi cái sao thiên khốc là cái sao nước mắt, nó đóng tại cung mệnh của bạn, nên là cuộc đời bạn ấy cũng không được vui vẻ lắm, cha thì mất sớm, nên là sao thiên khốc là sao nước mắt. Rồi tình duyên cũng lận đận. Năm nay là bạn sinh năm 85, năm nay mà 32 tuổi rồi, 32 tuổi âm rồi. Đấy, thì bạn vẫn chưa có tình duyên, mà để kết hôn thì cũng là hơi chậm so với người khác. Lá số của bạn ấy thì cung mệnh là có tả hữu chiếu, thì đấy là một lá số tương đối ổn này. Rồi sao ân quang thiên quý nằm cung thiên di này, chiếu vào cung mệnh của bạn. Đấy, ân quang cũng chiếu vào cung mệnh, đây cũng là một lá số mà được thánh độ này. Rồi hóa lộc của bạn thì nằm cung con nhá, hóa khoa nằm cung phu thê đấy, rồi hóa quyền thì nằm cung phụ mẫu. Tóm lại là bạn là một cái người mà những cái sao tứ hóa, tam hóa không chiếu vào cung mệnh của bạn, khiến cho bạn hơi bị chới với một chút. Hơi chới với, mặc dù là sao thiên tướng của mệnh là những người rất là giỏi, sao thiên tướng là cái sao rất là xuất sắc, thông minh, rồi lại có thánh độ, phật độ nữa, là một cái sao mà được che chở những đấng thiêng liêng tốt. Nhưng bạn này ý này, cung thân của bạn ấy thì là tốt hơn cung mệnh, bởi vì thân mặc dù có địa không chiếu, nhưng lại có gì, thân của bạn cũng có tả phù mật, nhưng có hóa khoa này chiếu được cung thân đó, nên là bạn chậm
một kiến thức hơn, một chậm về thi cử một nhịp so với người khác, đấy là hóa khoa chứ không cung thân. Đấy. Rồi bạn là cung thân là vô chính diệu, cung thân vô chính diệu gặp địa không ở đây, địa không này. Có sao đế vượng ở đây thì là cái sao mà tốt về cái khả năng hành động của bạn. Đấy, sao địa không, sao đế vượng tốt về khả năng hành động, nó nói lên cái bạn là một người có cách hành động trong công việc rất là chỉnh chu trong công việc. Nhưng bạn ấy sao đào hoa của bạn thứ nhất là gặp sao triệt, đào hoa gặp triệt nghĩa là tình duyên của bạn sớm nở tối tàn, đây là việc thứ nhất cần phải quan tâm đến lá số của bạn. Việc tiếp theo nữa là có sao tang môn mà đóng cung chồng thì bạn ấy là người có tiền duyên đi theo đó. Rồi là quả tú đóng cung nô bộc chứng tỏ rằng bạn luôn luôn có một người âm đi theo, luôn luôn đi theo và giúp đỡ bạn, che chở cho bạn, nhưng tình duyên của bạn thì lại là đậm. Câu chuyện của bạn chính là câu chuyện của một tiền duyên, và nếu như bạn có niềm tin và tôn giáo thì bạn sẽ đến Tử Vi Việt Nam để các thầy mời vong linh lên nói chuyện để cầu siêu cho vong linh đấy để cắt tiền duyên cho bạn, thì bạn sẽ hanh thông về chuyện tình cảm, không có vấn đề gì cả. Về các một số cung cho bạn nhé. Cung tài bạch của bạn có sao thiên phủ, người mà có sao thiên phủ là cung tài bạch thì hay làm ngân hàng, hay trông kho tiền, thiên phủ là kho tiền, tài bạch có sao thiên phủ chiếu mệnh thì dễ là trông kho tiền, và bạn là người mà kiếm tiền thì dễ. Đấy, kiếm tiền thì dễ nhất là sau 34 tuổi, tiền để bên cạnh với bạn một cách rất có duyên, nhưng phục binh thái tuế phá toái địa kiếp có đóng đấy, nó sẽ làm cho bạn chi tiêu rất là mạnh, người đại hao đóng cung tài bạch này. Nên là phải chi tiêu một cách tốn kém, một cách hóa hãn các bạn. Và rất may cho bạn là cung chồng của bạn có sao tử vi tham lam có lộc tồn, nên là bạn được thừa hưởng tiền của chồng nữa. Chồng cũng là người sẽ kiếm tiền tốt, chồng của bạn cũng là một người tương đối đẹp trai, có học thức, biết cách chăm sóc bạn và cũng rất là tử tế, tử tế. Và bạn là người muộn chồng rồi, nên là số chậm chồng, nhưng sau này thì đấy là một người chồng tương đối tử tế, chịu khó, đấy là cái điều may mắn của bạn. Và bạn muốn biết năm lấy chồng hả? Đầu tiên là khi mà có tiền duyên ấy, là có yêu ai cũng phá, nên là cái chuyện phán trước khi mà cắt tiền duyên rất là khó trong lá số tử vi những người mà có tiền duyên âm đi theo. Nhưng mà có thể khẳng định với bạn một câu là năm nay bạn rơi vào cung mùi, cung mùi này là cung đào hoa, cũng nhị hợp với đào hoa gặp triệt, nên tình duyên của bạn năm nay cũng sớm nở và tối tàn, sớm nở tối tàn vì bạn chưa đến 34 thì sao triệt nó vẫn phát tác, nên là tình duyên của bạn vẫn dễ đứt. Một phần nữa là cái đào hoa mà nằm cung ngõ ấy, bản thân bạn cũng luôn luôn tìm, muốn tìm hiểu những cái người mà rất là cao, rất cao. Bạn không đơn giản đâu, bạn không phải là ế mà bạn có thể yêu ai cũng được. Bạn là người lựa chọn người chồng của mình rất là kỹ lưỡng và có yêu cầu tương đối cao. Vì đào hoa tại ngõ thì bao giờ cũng là muốn cần một cái bông hoa thật là sáng. Chính vì thế nên là cái tập người yêu của bạn ấy, nó cũng bị hạn chế so với người khác. Và cái năm nay là cái năm mà đào hoa gặp triệt, cũng nhị hợp khi hồng triệt, nên là tình duyên cũng không may mắn đối với bạn. Nữa là cái tròn liêm trinh thất sát cũng là không phải cái tròn thuận lợi trong việc tình duyên bạn nhá. Và mặc dù năm nay nó tam hợp với tham lam của bạn là có tình duyên, có sao thai này đóng, nhưng cũng khó mà thành. Sang năm của bạn thì sao? Sang năm của bạn thì nó rơi vào cái tròn sao này, vào cung điển trạch. Rơi vào cung điển trạch là bạn lại có sao cô thần nữa. Cô thần, quan phủ, thiên hình, thiên không đóng chiếu. Thì những cái sao đấy cũng không thuận lợi tí nào cho việc tình duyên của bạn đó. Nên là bạn cần phải hóa giải tiền duyên của bạn, thì cái việc lấy chồng của bạn sẽ rất thuận lợi năm 34 tuổi. Thuận lợi năm 34 vì năm đấy là có sao Long Trì Phượng Cát này, cũng là cái sao báo hỷ vui nhá, vui vẻ này đấy. Rồi sao thai này, rồi sao tham lang này, là những cái sao mà dễ nói lại cái chuyện là bạn sẽ lấy chồng đấy. Tam thai bát tọa thiên giải này, chuyện chồng con. Và nếu mà bạn cần để cải mệnh thì vẫn có thể hóa giải được tiền duyên để bạn sớm lấy chồng vào sang năm, bởi vì sang năm cũng có những cái sao tốt liên quan đến cái việc hứa xin của bạn, ví dụ như sao thiên hỷ, sao thiên hỷ này, đấy. Thiên Việt này, rồi Long Trì này, đấy, Đấu Thư Long Đức
nó cũng là cái hợp rồi dư cũng biến trạch nữa. Dư cũng biến trạch thường là người ta chuyển nhà. Như bạn bây giờ bạn đang ở một chỗ nhưng mà khi lấy chồng thì bạn phải chuyển nhà rồi, thì nó sang năm thì nó cũng thuận lợi trong cái việc lấy chồng, nhưng mà bạn phải hóa giải tiền duyên đi theo nhé. Vì nếu không hóa giải tiền duyên đi theo thì phải 34 tuổi bạn mới có điều kiện đào hoa hết cặp triệt thì bạn mới dễ lấy nhận kết hôn. À, cung phúc mẫu của bạn vì gặp triệt nên là sớm xa một trong hai thân thì bố bạn mất rồi. Đấy. Rồi bạn cũng là người sớm xa cha mẹ đây này, triệt mà. Rồi xa họ hàng, liêm chính thất sát, triệt, phúc đức cũng xa họ hàng. Đấy. Cung điền trạch của bạn về hậu vận sau này thì tương đối ổn, tương đối ổn, nhà cửa đẹp và có số nhờ chồng ở cung điền trạch. Cung quan lộc của bạn thì có sao địa không đóng ở đấy nên là cũng là có một lần, một hai lần xa xảy về mặt công việc và bị giáng chức và ảnh hưởng đến công việc. Và sau 34 tuổi trở ra thì công việc của bạn mới hanh thông và thuận lợi. Cung nô bộc của bạn là có sao thiên đồng thì chủ về thay đổi dịch chuyển, bạn bè cũng tán thất thường. Rồi có quả tú liêu hà ở đấy thì nên là cũng là người mà hay đấy, cũng hay bị bạn đang yêu rồi bỏ. Rồi tức là sao thiên đồng nhanh chán lắm. Sao thiên đồng và rơi vào cái cung nào là cái cung rất là nhanh bỏ, không bền chí là cái sao thiên đồng. Nên là bạn nó rơi vào cung nô bộc. Cung nô bộc cũng chính là một phần của cung chồng của bạn bị hợp, nên là nó không được thuận lợi. Và cung thiên di của bạn có sao vũ phá. Cái sao vũ phá nằm cung thiên di ấy, là cái sao phá quân, mà vũ phá mà nằm cung hợi này cũng là cái sao bất lợi cho hôn nhân, nó đóng ngay cung thiên di của bạn nên là cũng khiến cho bạn tương đối bất lợi cho cung thiên di. Nhưng sau này thì cung thiên di của bạn về hậu vận thì mới tốt. Trước 34 không tốt nhưng sau 34 thì tốt, nên là bạn thành công hơn về mặt xã hội, được nhiều người đánh giá cao hơn. Cung tử đắc của bạn hơi xấu, thái dương nằm cung tử đắc thì sẽ có bệnh ở mắt, rồi đau dạ dày thì thai lại hao, rồi bạn rất hay bị đau đầu. Đó. Thì cung tử đắc của bạn hơi xấu một chút. Về cung tài bạch của bạn thì về cơ bản là thuận lợi về chuyện tiền bạc, nhưng phục binh địa kiếp đóng đấy thì hay bị chi tiêu lớn, hay bị rình rập, hay bị trộm cắp, hay bị ăn chặn, hay bị ăn bớt ở cung tài bạch, nhớ nhé. Nhưng về hậu vận thì sau mộ đóng cung tài bạch cũng chôn cất được rất nhiều tiền, nên là có tiền bây giờ chịu khó tiêu đi. Về cung con của bạn thiên cơ thái âm hãm và toàn rất nhiều sao xấu ở đấy, thì bạn để ý là thứ nhất là nếu mà bạn bỏ thai phá thai thì bạn phải cầu siêu ngay, bởi vì sao, trong lá số này á là bạn đã có cái việc đấy rồi đây này, cái việc đấy rồi, trong lá số này dễ có việc đấy rồi đây này, bởi vì sao thai gặp tam môn nó rơi vào cung này của bạn này, rồi phi liêm giao kéo là chính, thì là có cái sự phá thai bỏ thai gì ở đây, nên bạn nếu có việc đấy thì bạn quan tâm ngay đến việc phải cầu siêu nhá, bởi vì cung con của bạn là thiên cơ thái âm hãm, rồi rất nhiều sao quan phủ thiên hình cô thần kiếp sát thiên không đà la hóa kỵ đóng ở đây này, nên cái bệnh này nó diễn ra là gì, nếu mà các con nó oán giận rồi nó không cầu siêu thoát được, siêu thoát được thì không sao, nhưng không siêu thoát được mà oán giận chị bạn thì nó làm cho bạn rất là khổ tâm và vất vả, và quan tâm ngay đến việc này. Cung con này là cung xấu và bạn là số chậm con. Cung xấu thì nó cũng diễn ra là cái số chậm con, và sau tuyệt đóng vào cung con nữa là nguy hiểm vô cùng nhé. Và bạn hỏi thầy là xem là bạn có con chị Bào không, có con chị Bào không, thì trong lá số của bạn ấy thì các sao rất xấu nó đóng vào cung con, nó không có tả hữu chiếu vào cung con, nhưng các sao xấu nó chiếu vào cung con, nó có sao đào hoa này đó, nó chiếu vào cung con của bạn thì nó cũng dễ là bạn cũng dễ có con chị Bào, dễ có con chị Bào, rất nhiều sao xấu. Nếu mà bạn có con chị Bào thì những cái sao xấu đấy nó sẽ bớt xấu đi, thì những cái đứa con bạn sinh ra thì tương đối ổn. Còn nếu mà bạn không có con chị Bào thì cung con của bạn cực xấu, thì nó sau này chăm con vất vả, nuôi con vất vả, rất là vất. Cung chồng của bạn thì bạn có khả năng sẽ lấy được một người chồng mà đã có một đời vợ, bởi vì nhìn cái sao tử vi, cái sao tham lang ấy, sao tham lang là chúa đào hoa nằm cung chồng mà gặp sao thai nữa, thì nên bạn kết hôn với một người chồng mà đã có một lần vợ rồi thì sẽ hợp lý, bởi vì sao tham với sao tham lang và sao thai của bạn ấy, nó sẽ không xấu nữa, cái người đấy nó sẽ không hư, nó không có tật, nó không đào hoa nữa. Đấy, thì bạn nên như thế. Nên cái việc bạn sẽ có con dị bào là gì, chồng bạn đã có con với người khác là hoàn toàn có thể diễn ra đối với bạn. Và lá số này của bạn là như thế đấy. Cung huynh đệ của bạn có cự môn hãm nên anh chị em trong gia đình không hợp nhau lắm. Đây, cự môn này là hơi cãi cọ và không nhờ được nhau nhiều. Một số không nhờ được nhau. Bạn có hỏi là khi nào kết hôn thì thầy đã trả lời cho bạn rồi. Nếu nhanh thì sang năm. Đấy, không thì năm 34 tuổi bạn nhé.
chồng sau này có phải đào hoa không? Thầy trả lời rồi, nếu như bạn chọn một người đã lấy vợ rồi thì không đào hoa. Nhưng một bạn mà đã một bạn chồng mà chưa có gì, chưa bao giờ cưới vợ thì đấy sẽ là một người chồng đào hoa. À, công việc có nên thay đổi không? Thì không nên thay đổi bạn nhá. Bởi vì sao? À, cái cung quan lộc của bạn ấy là có sao thiên phủ. Sao thiên phủ là sao quản tiền, tài chính. Nên là bạn làm cái nghề ngân hàng của bạn là chính xác rồi. Còn nếu có điều kiện thì sang năm bạn không lấy chồng thì bạn cũng nên dịch chuyển công việc một chút. Như là bạn chuyển từ vị trí nọ sang vị trí kia, hoặc là ngân hàng nọ sang ngân hàng kia, thì cũng sẽ là hợp thời với bạn. Thì sang năm nó rơi vào cái điển trạch của sự luân chuyển, thay đổi. Và địa không đóng cung quan lộc của bạn, kiểu gì bạn cũng sẽ sa sẩy trong công việc một lần thì sau này bạn mới tốt. Và bạn là người sau này cũng có chức sắc, bởi vì tòa phù hữu bật chiếu cung quan lộc của bạn là có tròn tử vi tham lam và hóa khoa nữa, nó chiếu của cung quan lộc của bạn, nên là bạn cũng là người sẽ có chức sắc. Và đế vượng nằm cung quan lộc thì cái cung quan lộc của bạn cũng là cái sự thành công trong đời bạn nhất. Và nữ mà thân cư quan lộc thường là sẽ có chức sắc. Đấy, chức sắc và thường là lấy chồng đã có vợ rồi hoặc hai lần chồng. À, và từ nay đến hết năm thì bây giờ bạn đang xem ở tháng 9 âm, thôi không nói nữa vì sắp hết rồi. Và tháng 10 âm là tháng đào hoa gặp triệt bạn nhé. Và cái tháng đấy bạn dễ gặp tình duyên, nhưng bạn phải nhớ rằng đào hoa gặp triệt là sẽ nhạt duyên, nên phải cố hóa giải cái sự nhạt duyên đi, vì sang tháng sau có thể bạn lại tiếp tục gặp một tình duyên mới hoặc là cái tình duyên cũ. Nhưng cố gắng làm sao đừng cho để nó gặp triệt. Và bạn càng hóa giải về mặt tâm linh ý, là cái linh hồn nam đi theo bạn sớm càng tốt, thì bạn sẽ thuận lợi về tình duyên. Và có một số chi tiêu nó nhỏ dành cho mẹ, không lớn lắm, thì cái tháng không phải là tháng hạn của bạn nhá. Tháng tiếp nữa là tháng 11 âm, là tháng có cẩn thận một chút về giao kéo và cẩn thận mất tiền, mất cắp, mất trộm. Là cái tháng hạn là tháng 11 âm nhá, giao kéo, mất trộm, mất cắp, mất trộm. Tháng 12 âm là tháng cẩn thận về thị phi. Đấy, tháng cẩn thận về thị phi. Và đi ra ngoài đường ấy, cẩn thận đội mũ bảo hiểm, không công an giao thông bắt bạn. Tại vì cái tháng có sao quan phủ thiên đình, có trục trặc của pháp luật, dễ cái tháng 12 là dễ bị cấp trên hạch sách, rồi soi mói, rồi dễ cãi cọ, dễ thị phi. Bởi vì cự môn hãm điện đây cũng chiếu lên nữa này, thì tháng 12 là tháng hạn về thị phi của bạn nhá. Tháng 11 là dễ giao kéo, mất trộm, mất cắp. Tháng 10 thì cố gắng giữ tình duyên nó thật tốt, nếu mà là bén duyên thì cố gắng giữ tốt, không có lại đào hoa gặp triệt. Đấy là những cái luận vận hạn của bạn trong tháng này. Và bạn nhớ rằng là công việc của bạn sẽ nở rộ và phát triển cực tốt năm 34 trở ra. Và năm 35 tuổi bạn dễ có về có con ấy, thì năm 35 tuổi là bạn dễ có bầu có con này. Năm 34 tuổi và 35 tuổi dễ có việc đấy nhá. 37 tuổi nữa là dễ có thai và dễ có con. Thì đấy những cái năm mà bạn quan tâm trước đến tình duyên của bạn đi. Còn về mặt công việc của bạn thì càng đại vận càng về 34 trở ra thì cũng tương đối ổn. Cũng tương đối ổn 34 trở ra. Đấy. Và để ý hạn năm 34 35. Để hạn để ý năm 38 tuổi nhá. Năm đấy là cái năm mà rất nhiều thị phi ốm đau, 38 là năm xấu. Năm 47 tuổi nữa cũng là năm hạn của bạn nhé, thị phi và xấu. Và bạn nhớ rằng là cái cung xấu nhất của bạn là cái cung thân mệnh như này. Đấy. Hoặc là cung huynh đệ của bạn. Vì ở cung thân mệnh của bạn cả địa không, cả địa kiếp chiếu, nó khiến cho bạn tương đối vất vả. Rồi cái sau cung không cung này cũng là cung xấu, cung huynh đệ có cự môn hãm này. Đây cũng là một cái cung xấu. Nên là dễ đến cái hạn này là dễ mất mát tiền bạc do ốm đau. Cẩn thận. Đấy, giờ còn bệnh của bạn là bệnh hay đau đầu. Khi mà có tiền duyên đi theo là rất hay đau đầu. Rồi đại hao là hay bị đau ở dày. Nên là bạn cái việc đấy có thể nhờ tâm linh để hóa giải được cho bạn. Và bạn khẩn sơ trương liên hệ với các thầy để đến, các thầy sẽ kiểm tra cho bạn để giúp bạn hóa giải về mặt tâm linh, để sớm có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Và cái sao triệt của bạn nó rất là đóng, rất ác, nó đóng ngay ở cung phúc đức của phụ mẫu. Hai cái người, hai cái tiềm lực của bạn thì bị triệt ngay ở cung, ngay từ bé. Đây này, bé ra là bị triệt
thứ mẫu bé ra là bị trật phúc đức, nên là đấy là cái thất thiệt của bạn. Và đến giờ này thì bạn tương đối mặc dù rất giỏi ra, giả hữu chiếu mệnh thanh long tại mệnh, thiên tướng đắc địa tại mệnh, rất giỏi, nhưng cũng không thiệt thòi, cũng bị thiệt thòi so với người khác. Đấy, trên đây là những luận giải của Tử Vi Việt Nam đối với đương số. Mong bạn lắng nghe, rồi có những câu hỏi nào thêm thì sẽ email vào cho các thầy để các thầy có thể trả lời thêm riêng cho bạn. Và chúc bạn là cải mệnh thành công và sớm lập gia đình để có một cái cuộc sống ổn định. Xin chào và cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi.